cho mọi người là mình đây. Hôm nay mình vẽ tranh cho khách, khách vừa nha, xinh gái lắm nha. Công chúa chỉnh đi chỉnh lại đi cho nó giống mẫu và tươi nhất. Không biết tôi nhanh thế này mọi người nhìn rõ tôi vẽ như thế nào không ta? Chắc bữa sau phải làm chậm một cái để cho mọi người học theo nha. Hơi sáng quá nhở, hơi sáng quá nên là nhìn màu nó không được đậm, nó cứ bị nhạt nhòa rồi gì ấy. Cả tóc bằng than, bằng bột than nha. Mình xả bằng bột than nha mọi người. Trước khi mình cứ quẹt 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 đồ đã, xong lát em mới cứ tẩy, dùng tẩy để tỉa lại. Dùng cách này nó nhanh hơn dùng bút chì nhiều á. Vừa nhanh mà vừa cũng bền màu chứ. Xịt bảo quản tranh cũng bền màu đó, cho nên là không có lo là bị sai màu nhanh hơn xì gì đâu. Bây giờ công đoạn này là tỉa này, tỉa sợi lại á. Đơn giản đúng không? Cái áo nữa là xong rồi mọi người ơi. Thành quả của tôi đây, mời mọi người chiêm ngưỡng. Dễ thương quá trời luôn nè. Mình kinh kia.
người đã xem đến đây nha. Mọi người nhớ like, subscribe cho tôi nha. Xin chào mọi người, bye bye, I love you.